Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc, editor Minh Châu và giọng đọc vui vẻ. Đây là một bộ phim về một cụ lao công đang cạo lông Đây là một bộ phim về một anh lao công giỏi toán hơn cả những giáo sư giỏi nhất của Mỹ nhưng đồng thời cũng là một loser mắc chứng chống đối xã hội. Và phim này sẽ kể về hành trình hết loser của cậu, Goodwill Hunting. Bộ phim bắt đầu với giáo sư Gerald Lambeau, một giảng viên đầu ngành bộ buôn toán tại Viện Công nghệ Massachusetts. Thưa các thiên tài của tôi, hôm nay tôi sẽ tổ chức một cuộc thi có giải. Có một bài toán khó ngoài kia đang chờ các bạn. Nếu các bạn giải được thì tôi sẽ rất quý, nên tôi sẽ gọi giải thưởng này là quý giải. Các bạn có đến cuối kỳ để hoàn thành nó. Bài toán vừa lên đã thu hút sự chú ý của các sinh viên, trong đó có thanh niên này, Will Hunting, một lao công part-time trong trường. Ngay tối hôm đó, Will thay vì lai dai bia bọt với anh em thì đã sủi về sớm để bắt tay vào giải bài toán của giáo sư. Trong buổi làm việc hôm sau, nhân lúc không có ai, cậu đã tự điền đáp án lên bảng. Will thực sự là một thiên tài nhưng mà thiên tài thì thường tính cách hãm lờ có phần chống đối xã hội trong một lần đi xem giải bóng chày thiếu nhi thì cậu chợt thấy bóng thằng nào quen quen cái thằng này đã từng bắt nạt cậu hồi mẫu giáo cậu với đám bạn tính là tha nhưng mà duyên số lại bảo là không tha ngay trong lần hội ngộ ngay sau đó will lao đến và cho hàm răng của tay kia liên tục chào hỏi nắm đấm của mình ngay cả khi công an đến thì will đánh cả công an luôn và tất nhiên là bị đưa lên phường sau khi được uống chè với cán bộ thì will được cho về nhưng mà tuần tới cậu sẽ phải hầu tòa vì tội dân đánh công an ở một diễn biến khác thì giáo sư Gerald trong lúc đi họp lớp thì đã được các sinh viên thông báo là có ai đó đã hoàn thành bài toán Thì giáo sư ngạc nhiên như cái cách mà người Tây sang Việt Nam lần đầu ăn phở À đủ, ai là tác giả của bài này? Em à? Rider viết bài này thầy ạ Và tất nhiên thì lần này ông thầy phải chịu thua rồi Tất cả đều tò mò xem ai mà đỉnh đến nỗi đạt được quý giải Vào buổi học hôm sau lớp của giáo sư đông như hội Bởi sinh viên lớp khác tò mò xem là ai mà giỏi toán thế Tuy giáo sư đã hết lời mời mọc nhưng mà trong lớp vẫn lặng như tờ Nghi có thiên tài ẩn danh trong lớp Giáo sư quyết định ra thêm một đề nữa Đề này còn khó hơn đề trước Ông đã phải tốn tận 2 năm để giải Nhưng mà cái khó hiểu nhất ý Là tại sao một người lại dành tận 2 năm cuộc đời để làm một bài toán Ngay trong ngày hôm sau Oh, giáo sư phát hiện ra Will đang tô tô vẽ vẽ bài toán của mình. Ông cho rằng thằng Pui đang phá nên là định chạy ra để bắt lên gặp hiệu trưởng. Will không những dùng con số giỏi hơn ông thầy mà còn dùng chân tốt hơn. Nên là ông giáo sư đành phải quay lại xem thằng kia đã phá cái gì. Và ngạc nhiên khi bị outplay lần hai, một lần nữa lại là quý giải. Lúc này thì chúng ta được biết thêm về cuộc sống của Will Nó là một cuộc đời khá chiêu Sáng đi làm, tối đi bay Lần này thì cậu cùng đám bạn ghé một quán bar tri thức gần trường Harvard Vừa vào quán thì Chucky, bạn thân của Will đã dính ngay mắt vào hai cô em Khứa này ngay lập tức tiếp cận và tán gái bằng văn xe ôm Nhưng mà lỡ miệng đi chơi hơi xa Chucky đã vô tình bốc phét là mình học chung lớp sử với họ ở Harvard Và ngay lập tức một tổ va đến để trách Một thanh niên non nhìn khá tri thức Đến khè một lô lốc kiến thức lịch sử khiến Chucky nín họng Thấy thằng bạn bị bắt bài, Will lập tức đến thay người với một đứa đầu toàn sách như Will thì dăm ba cái thằng này không có tuổi Chí mạng hơn là cậu biến gã kia thành một thằng hề Khi mà khẳng định là hắn chỉ là một gã ngu bỏ tiền ra mua kiến thức để rồi đi khoe một cách đần độn Trong khi chỉ cần tốn một ly cà phê cho việc đọc sách ở thư viện là Will đã có những thứ đó thậm chí còn hơn, hơn. Quê nhá Gã kia chìm cút ngay vào luôn Cái khả năng ứng biến và tri thức của Will Đã làm cô gái này dụng một giỏ trứng Ngay vào cuối buổi ba đó thì cô đã đến gặp anh Giới thiệu mình là Skyler Và đưa cho Will số điện thoại luôn cho nhanh Với thành quả này thì Will lại mang đi flex Với cu cậu lúc nãy X mới chí mạng, x năm quê trong khi đó thì giáo sư cũng đã lần ra profile của Will thông qua nguồn tin từ nơi cậu làm việc để rồi xuất hiện trong phiên tòa xét xử cậu. Trong buổi điều trần này thì Will đã tự bảo chữa cho mình. Trong lịch sử hầu tòa thì Will đã hầu tòa nhiều rồi và luôn bảo chữa cho mình và luôn thắng. Nhưng mà kể cả hoa hậu thì cũng phải có lần đầu Will bị thua và bị xử phạt 50.000 đô thêm một số lượng lịch để bóc. Nhưng mà tài năng thế này vào tù thì phí nên là giáo sư đã đến gặp Will để giúp cậu tại ngoại. Bù lại thì cậu sẽ phải làm hai điều. Một là đến giúp ông giải toán. Hai là đi gặp chuyên gia tâm lý Will thì tất nhiên là không ưa Nhưng mà cậu không ưa ngồi tù hơn là không ưa chữa lành Những ngày sau đó giáo sư cùng Will trở thành cơn ác mộng của những đề toán Giải hết bài này đến bài kia Giáo sư mê mệt tài năng của Will Nhưng mà Will thì không mê trị liệu tâm lý Bằng cách là đọc trước những cuốn sách của những nhà tâm lý sắp gặp Will làm tất cả phải khó chịu đến bỏ cuộc ngay trong buổi trị liệu đầu tiên Và việc này buộc giáo sư phải tung ra chiều cuối cùng Là thông minh <laughs> Được đấy. Ông tìm đến người bạn trung buồng thời đại học của mình, giáo sư tâm lý Sean McWhite để cầu viện. Ban đầu thì Sean xin từ chối tại vì dạo này ông đang mãi thắc mắc là vì sao thằng con ông là Harry McWhite lại đá đấm khá thê. Nhưng mà trước lời xin sỏ của người bạn cũ, cộng thêm đối tượng lần này là một thiên tài thì Sean phải cả nể mà chấp nhận. Đúng như dự đoán thì ngay từ buổi đầu tiên, Will vẫn tiếp tục dùng cái mồm của mình để đuổi Sean đi. Nhưng mà Sean vẫn kiềm chế được bởi vì ông hiểu là Will chỉ đang trẻ trâu thôi. Nhưng mà càng nhân nhượng thì Will càng bố láo. Đỉnh điểm là khi thằng này lấy bức tranh để châm chọc người vợ quá cố của Sean chọc vào đúng điểm g giáo sư tâm lý lao đến túm cổ Will và bảo là tránh cái mồm mày ra khỏi vợ tao trong khoảnh khắc đấy thì Will hiểu là là mình đã thắng Dương Dương tự đắc khẳng định là gã kia sẽ không muốn gặp mình lần hai nhưng mà cậu đã lầm Sean yêu cầu giáo sư phải đưa Will đến để cho ông kèm sau buổi tư vấn đó thì Will gọi điện cho Skyler và hẹn cô đi chơi Cả hai hòa hợp như gạo với nước Và tất nhiên gạo được nấu thành cơm chó rất nhanh sau đó là buổi trị liệu thứ hai. Lần này thì Sean và Will sẽ ra ngoài. Trong công viên, Sean đã chia sẻ rằng mình đã nghĩ rất nhiều về quan điểm của Will về bức tranh, từ đó ông nhận ra là cậu chỉ đang là một đứa trẻ không biết nói, đúng hơn là Will thiếu những trải nghiệm để nói. Nếu cho cậu một nắm muối thì cậu có thể biết nó mặn, nhưng mà vị mặn như nào thì cậu không biết được. Hoàn cảnh của Will tương tự như việc Sean có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu chỉ sau khi đọc râm ba cuốn sách tâm lý. Để đi vào sâu suy nghĩ của Will thì Sean cần cậu phải mở lời cho đến những thứ sâu xa hơn có như vậy thì cậu mới có những bước chập chững để đến với những điều tốt đẹp được buổi thứ ba trị liệu sau đó thì cả hai cosplay lk tức là im lặng từ đầu đến cuối buổi thứ tư thì cũng bắt đầu tương tự như thế cho đến khi will muốn làm sài gòn tiếu và mở lời bằng một câu dốc khiến bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn Sean cũng bắt đầu khởi động cơ miệng hỏi là thế Will có người yêu chưa? Will bảo là cũng đang hẹn hò nhưng mà nó sắp kết thúc rồi. Sau buổi hẹn đầu tiên thì Will đã không hề liên lạc với Skyler lý do là bởi cuộc quá tốt và một người như thế thì phải dành cho mấy anh bạn trai tưởng tượng chứ không phải là một thằng có vấn đề tâm lý. Lúc này thì Sean dường như đã nhìn ra được tâm bệnh của Will. Ông muốn chàng trai hiểu là ai rồi cũng có khuyết điểm, quan trọng là người đó có hoàn hảo với mình hay không. Nghe đây có vẻ trừu tượng nên là Sean đơn giản hóa nó lại qua người vợ quá cố của mình Với ông thì bà là người tuyệt vời nhất trần gian Kể cả khi bà thường xuyên đánh giấm khi ngủ Thì ông vẫn yêu cái âm thanh lẫn mùi hương đó Will thì không thích mùi giấm Nhưng mà cái triết lý của Sean làm cậu thấy thoải mái Sean đã bóc được phần nào lớp vỏ của Will Thậm chí buổi trị liệu đã hết Nhưng mà Will vẫn thầm thèm được trao đổi tiếp Nhưng mà không sao Tại vì trao đổi vẫn với giao phối Will sau đó tìm đến ký túc của Skyler Để mời cô đi ngắm Boston về đêm Nghe thì khá chiêu nhưng mà giờ Skyler không dám đâu bởi vì còn phải làm bài. Nhưng mà Will nứng nên là chỉ trong dăm tiếng thì cậu đã giải xong đống bài tập cho Skyler để chiền sớm buổi hẹn hò. Trong chuyến đi hôm đó, Skyler muốn Will kể nhiều hơn về gia đình và bạn bè của cậu. Hỏi câu đấy với trẻ mồ côi thì chả khác nào là yêu cầu cộng đồng mạng bớt ngu. Nhưng mà cậu không muốn bị bạn gái đánh giá nên là đã bốc phát là nhà có 12 anh chị em. Nghe thì nghi nghi, Skyler liền bảo Will kể tên tất cả rồi nhắc lại. Với cái trí tuệ của mình thì Will xử đẹp cái vụ này. Sau đó thì chúng ta đến với buổi trị liệu tiếp theo. Will hỏi Sean về việc có bao giờ ông hối hận vì đã gặp vợ không Vì sau khi bà ấy mất đi thì ông đã sống một cách đau khổ Sean thừa nhận là có hối hận Nhưng mà ông không hề hối hận khi mà ở bên người phụ nữ này Sean còn nhớ ngày đầu tiên gặp vợ đó là khi ông đang xếp hàng cùng bạn để mua vé một trận bóng chày mang tính lịch sử mọi diễn biến trận đấu đều được sean kể lại cực kỳ chuẩn chỉ khiến will cứ nghĩ là ông này xem trực tiếp nhưng mà không khi mà người con gái đó lướt qua thì bóng chày cũng chỉ là môn thể thao mà mấy thằng con trai lấy gậy vụt bóng sean bỏ lại anh em để đi theo tiếng gọi tình yêu ông có thể bỏ lỡ một trận đấu lịch sử nhưng mà lịch sử đời ông thì cần có người phụ nữ này will có lẽ đang ở vị trí của sean hồi đó cậu đang phải đứng giữa lựa chọn thành thật với người con gái mình yêu hoặc trở thành kẻ trí trá để giữ hình tượng. Khi mà Skyler tiếp tục pressing với những câu hỏi về gia đình và bạn bè của Will, cậu cố gắng nói dối nhưng mà vì bị dí ác qua nên là Will cũng đành phải cho Skyler gặp đám bạn của mình. Và buổi gặp hôm đó thì tất cả họ đều rất vui vẻ. Skyler thậm chí là không hề sượng khi mà hội nhập với đám trẻ trâu của Will. Ở một diễn biến khác thì giáo sư Gerald đã ghé thăm Sean để hỏi về tình hình của Will. Sean khẳng định là chàng trai này đang tiến bộ nhưng mà cậu này vẫn chưa sẵn sàng Nhưng mà Gerald gấp lắm rồi Gerald đã sắp xếp cho Will một công việc tại một cơ sở toán học hàng đầu Nếu bệnh tâm lý của Will không được xử lý nhanh thì cậu sẽ mãi chỉ là một thằng ớt ơ giỏi tính toán Nhưng mà trên lập trường của một nhà tâm lý thì Sean cực lực phản đối Họ không thể quyết định cuộc đời của Will được, họ chỉ có chức năng hỗ trợ mà thôi Kệ ông bạn già, giáo sư vẫn quả quyết dí deadline vì ông không muốn nhìn một tài năng bị thui chột. Thực tế thì đã chứng minh Sean đúng. Will đã thể hiện thái độ phản kháng khi mà để khứa bạn Chucky đến thay. Và kết quả thế nào thì ai cũng rõ. Và một đêm nọ, sau khi cùng nhau thở dốc thì Skyler đề nghị là Will hãy đến California cùng cô. Nghe điều người yêu muốn thì Will nhất quyết từ chối và có dấu hiệu quá khích. Lúc này thì Skyler mới moi hết lòng ra Cô thắc mắc là vì sao Will không chịu all in với cô Lý do gì mà khiến cậu cứ chạy đậy bản thân Cô còn biết là chuyện gia đình 13 anh chị em mà Will kể thì chỉ là bốc phát mà thôi Thấy bị nói trúng tim đen Will mất kiểm soát và nói thẳng mọi thứ về mình Rằng bản thân là một đứa mồ côi Cả tuổi thơ của cậu chỉ để chuyển từ gia đình này đến gia đình khác Không biết bao nhiêu lần bị các cha nuôi ngược đãi Thậm chí là xâm hại Skyler lúc này thì chỉ biết khóc Cô yêu cậu và chỉ muốn giúp đỡ mà thôi nhưng mà rào cản của will là nỗi sợ bị bỏ rơi cậu tin rằng những người yêu thương rồi sẽ lại bỏ cậu nên là mới có những biểu hiện tự phòng ngừa như vậy vài ngày sau đó will đã chấp nhận đến phỏng vấn theo lời giáo sư jerro nhưng mà đó chỉ là hình thức thôi cậu đến thì cũng chỉ là trả lời lấy lệ không thực sự cố gắng để được tuyển dụng trở lại với buổi trị liệu thì will được san hỏi về người cậu tin tưởng nhất không tốn nhiều thời gian, Will trả lời ngay là Chucky, bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa. Tiếp theo thì Sean hỏi là sau này Will muốn làm nghề gì? Will nói là mình muốn làm tiktoker, thế là Sean lấy súng ra và bắn vào đầu cậu luôn cho đỡ thiểu năng. Đùa đấy Will muốn làm công nhân xây dựng ở Boston Sean lúc này mới chất vấn Will rằng Có lẽ là cậu đang sống quá an toàn Không dám tự thoát ra để kiếm cuộc sống tốt hơn Sean không ép Will phải nghe theo giáo sư Nhưng mà ông thực sự muốn biết là Will sẽ làm gì Chàng thanh niên đáp một cách lấy lệ Và mang tính châm trọng Ngay lập tức Sean mời Will về Ông không muốn phí thời giờ với một người thiếu thành thật Will lúc này bộc phát và hét vào mặt Sean Rằng là ông cũng chả khác gì cậu Ông đã ngồi yên một chỗ từ ngày vợ mất Đối diện với thái độ này, Sean liên tục đập lại câu hỏi là cậu muốn làm gì trong đời Giờ thì Will như cứng họng, không nói được gì nữa. Sean hiểu rằng mọi câu trả lời của Will chưa bao giờ xuất phát thực sự từ cậu. Đúng hơn là cậu không biết trả lời là gì. Vì thế buổi hôm nay nên chấm dứt thì hơn. Ngày hôm sau, Will đã liên lạc với Skyler để nói lời tạm biệt trước lúc cô đi. Với Skyler thì Will là gì không quan trọng Cô chỉ biết là mình yêu Will rất nhiều Will hiểu điều này Nhưng mà sau cùng cậu vẫn không thể vượt qua được bản thân Và đánh mất người mình yêu có thể là mãi mãi Vào buổi đi làm hôm sau Will tâm sự với Chucky về việc đã chia tay Skyler Và ý định ở lại Boston Mãi mãi là hàng xóm của Chucky Nghe xong thì Chucky cũng lôi lòng mình ra nói Cậu cảm thấy rất đau lòng Tại vì tài năng của thằng bạn bị lãng phí Trong khi đáng ra Will phải được nhiều hơn thế khi đến đón bạn thì Chucky luôn chỉ mong rằng Will sẽ không ở đó nữa. Will cần phải rời bỏ cuộc sống tồi tệ này để bắt đầu những điều ý nghĩa thực sự xứng đáng với tài năng của cậu. Nhưng mà trong khi hai ông trẻ tâm sự tình cảm thì hai ông bạn già sắp đấm nhau ở nơi. Rồi. Giáo sư cảm thấy tức giận vì Sean đã không giúp được mình thuyết phục Will sử dụng tài trí để làm điều quan trọng. Nhưng mà Sean thì không nghĩ mình sai. Ông không muốn vội vàng ép Will khi mà cậu còn đang mù mờ trong cuộc đời. Nếu mà càng cứ để Will vào thế quyết định thì thứ họ nhận lại chỉ là phản kháng mà thôi. Giáo sư cảnh cáo Sean là tốt nhất ông đừng có ủng hộ cái thái độ loser này của Will. Trong lúc nổi nóng thì giáo sư đá luôn sang chuyện là Sean ghen tị với thành công của mình. Sean cãi lại bảo là tôi không làm thế tại vì tôi không muốn trở thành một kẻ như giáo sư. Trong lúc cuộc tranh cãi đang căng thẳng thì Will bước vào. Lúc đấy thì cả hai mới ngừng nói, nhường lại không gian cho cuộc trị liệu. Sean có một tập tài liệu, bên trong là những tấm ảnh chụp bếp ẩm tím của Will do bị cha nuôi bạo hành. Will hỏi là liệu Sean đã từng thấy cái gì tương tự chưa Thì ông cũng không ngại chia sẻ là cha ông là một kẻ nghiện rượu Từng ra tay không biết bao lần với ông và mẹ Nghe câu chuyện của Sean thì Will nhớ đến cha nuôi của mình Một gã bệnh hoạn đã làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần cậu Những nỗi sợ đã tạo nên Will của hiện tại Sean nhìn thấy được nhân của nỗi sợ đó Và không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói Không phải lỗi của cậu Ban đầu thì Will vẫn tỏ vẻ bình thản, cho đến khi Sean ngày càng chạm đến tâm can của cậu thì hệ thống phản kháng của cậu lại bật dậy như muốn quẳng sean ra ngoài như bao lần cho đến khi will không chống cự được nữa thì cậu bật khóc nức nở rồi ôm lấy sean tất cả những mặc cảm trôi tuột theo dòng nước mắt mà chàng trai trẻ đã tự kìm bấy lâu, Will đã thực sự được cứu rỗi và giờ là lúc cậu có thể bước tiếp. Cậu quyết định đến phỏng vấn công việc mà giáo sư giới thiệu. Điều đó thì được Sean ủng hộ nhiệt tình. Buổi trị liệu cuối cùng kết thúc. Bất cứ khi nào Will cần lời khuyên hay đơn giản là chỉ cần trò chuyện thì Sean sẽ luôn có mặt. Họ ôm nhau rồi chào tạm biệt. Trong bữa tiệc sinh nhật của Will, đám chắc kỳ đã tặng bạn một quả xe do chính tay họ lắp ráp. Trông hơi lởm nhưng mà không sao, quả cáp tấm lòng đó chính will thực sự tự hào khi mà có đám anh em xưng máu này ít lâu sau đó thì giáo sư đến gặp sean để xin lỗi vì hành vi thiếu kiểm soát lời nói của mình sean thì cũng không để tâm đến chuyện này ông đang chuẩn bị cho một chuyến đi suzu khắp thế giới ở một nơi khác chucky đang đến đón will sau vài lần gõ cửa thì cậu nhận ra là bạn mình đã rời đi rồi mong muốn của cậu cuối cùng đã thành hiện thực will khi đó thì ghé qua nhà sean để lại cho ông một bức thư chia sẻ cậu điều sẽ làm Will từ chối công việc mà giáo sư dành cho để bắt đầu viết lên cuốn sách của đời mình với chương đầu mang tên là Skyler và chương 2 là trở thành một phi hành gia đến tận sao hỏa. Còn Chucky sau này phát hiện ra là bố mẹ cậu rất giàu để lại cho cậu một gia tài. Thế nên là cậu đổi tên thành Bruce Wayne và thành lập một tổ đội mang tên là Liên minh Công lý. Còn Sam thì tìm ra phương pháp tâm lý mới thông qua thi ca, từ đó truyền cảm hứng cho một trường nội trú. Còn tôi thì ngồi đây kêu gọi các bạn hãy vào group của phim này hay phết của The Reviewer để bàn luận về phim ảnh và mọi thứ liên quan đến phim ảnh mà chủ yếu là chúng tôi đăng meme và đăng bài review tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký the reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại